quý niên trưởng, quý chị, quý vị quan khách, các chiến hữu và các đồng đội, tôi rất hân hạnh được giới thiệu anh giám đốc, giám gánh và giám làm trưởng ban tổ chức cho kỳ đại hội gia đình Sinúc CH47. Sinúc Đoàn Văn Lập, xin mời anh Đoàn Văn Lập. Cảm ơn anh Thế. Tôi có soạn cái bài này tính nói chừng nửa tiếng nhưng mà ban tổ chức không cho phép, nên tôi sẽ ngắn gọn trong vòng 5 phút thôi. Trước hết kính thưa quý nhân trưởng, quý chị, quý chiến hữu cùng quý thân hữu, thật là một vinh dự cho anh em Sinúc Nam Cali chúng tôi được hân hoan chào đón quý vị trong bữa dạ tiệc đêm nay năm 2017 tại Lý Đô Sài Gòn. Ai cũng biết Lý Đô Sài Gòn là cái thủ đô của người tị nạn rồi, và chống cộng không những ở Mỹ mà chống cộng khắp nơi trên thế giới. Khi được các liên trưởng cũng như là đặc biệt là liên trưởng Nguyễn Phú Chính đồng tình với chúng tôi trong việc tổ chức một dạ tiệc năm 2017 ở Lý Đô Sài Gòn, thì nhóm anh em chúng tôi rất là vinh dự và ngồi lại để soạn thảo một chương trình chào đón tiếp quý vị trong đêm nay. Và hôm nay trước mặt quý vị, chúng tôi rất xúc động được nhìn lại tất cả những khuôn mặt thân thương sau những năm tháng bôn ba cuộc sống, trước sự hiện diện đông đảo của quý vị, chúng tôi cảm thấy thật vui mừng và hạnh phúc vì chúng ta vẫn còn có nhau và mãi mãi có nhau, không có gì biến đổi được. Tinh thần và lý tưởng của một chiến sĩ không quân dù ở trong bất cứ giai đoạn nào hay hoàn cảnh nào, và những dòng máu kiêu hùng của không quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn kiêu hùng và vẫn nhịp nhàng chuyển động trong trái tim của chúng ta. Như quý vị đã rõ, quân chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa là một quân chủng lớn vào hàng thứ ba trên Đông Nam Á. Để đáp ứng nhu cầu chiến trường vào thời điểm năm 1965 đến 1975, song song với sự bành trướng của ngành trực thăng, ngành Sinúc CH47 cũng được thành lập để đáp ứng nhu cầu chiến trường các đối thủ chiến thuật. Và sau đây chúng tôi xin được trình bày sơ bộ bốn phi đoàn hành quân trực thăng Sinúc. Phi đoàn đầu tiên được thành lập vào tháng 9 năm 1970 tại Biên Hòa. Đây là phi đoàn đầu tiên của Sinúc. Sau đó năm 1972, ba phi đoàn khác được thành lập. Phi đoàn 241 được thành lập ở căn cứ Thủ Đắc, Tây Cu. Phi đoàn 247 đã được thành lập tại căn cứ Đà Nẵng, sư đoàn 1 Tây Quân. Và sư đoàn cuối cùng, số cuối cùng là sư đoàn 249 tại Cần Thơ. Hôm nay đây, giờ đã lớn nhưng chúng ta vẫn còn hiên ngang và kiêu hùng
để dành những sự hướng dẫn cho các cháu sau này. Sau cùng, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị một đêm thật vui, thật nồng ấm trong kỳ đại hội 2017 tối nay. Trong lúc tổ chức chắc chắn có những thiếu sót, kính mong quý liên trưởng, quý chị, quý chiến hữu, quý thân hữu bỏ qua. Và bây giờ chúng tôi sẽ tuyên bố khai mạc đêm không gian dạ tiệc 2017 của xin lúc. Trân trọng kính mời quý vị hiện diện nghiêm chỉnh đứng lên để làm lễ chào quốc kỳ nước Cam Kỳ Nam Cộng Hòa. Ngày công cho đời, đêm ngày đạt đời sống vui, đem lòng cùng đi tìm xin kiếp gì cần xa, vì tương lai quốc dân cùng sống và coi đây làm sao cho núi sông từ nay hơn từng ngày, dù cho thành thời trên thương gian thù hiếu ngày đau đau nghe bao. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Ladies and gentlemen, please raise for the United States of America national anthem. Tất cả chú ý, chào tay, chào. Phúc mặc niệm, phúc mặc niệm để nhớ công ơn của tiền nhân chúng ta đã có công dựng nước và giữ gìn nước từ ải Nam Quan cho đến bụi Cà Mau. Quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ lý tưởng tự do, bảo vệ chính nghĩa quốc gia. Các đồng bào ta vì để xa rời chế độ cộng sản vô lương tâm, đi tìm đất hứa mà phải tử nạn trong rừng sâu biển cả. Các chiến sĩ không quân Việt Nam Cộng Hòa vì nợ nước tan bồng mà ra đi không tìm xa rời. Đặc biệt các chiến hữu sinh lúc của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi gần đây. Ladies and gentlemen, this is the moment of silence to remember our ancestors with no end grateful of founding, protecting and defending the country of Vietnam from China and French. Also,
to our soldiers, who fought and sacrificed their families and their life for the country. Let us remember the special times with our Chinook friends, especially those that just passed away recently. Phút mộng niệm bắt đầu, moment of silence. Thank you.
cảm ơn tất cả các anh chị, các anh chị đã trở về chỗ ngồi, các chị và các quý thân hữu và các chiến hữu, các bạn bè. Chỉ lúc mỗi năm, hai năm chúng tôi họp nhau một lần, nhưng không phải lúc nào cũng ở được California. Đây là năm đã đến 10 năm rồi chúng tôi mới quay được trở lại đây với sự cho phép của những anh em trong sĩ lúc, để là chúng tôi nhìn nhau có những lúc xa lạ, và tại vì khuôn mặt mình nó thay đổi hơi nhiều, nên hình giờ phút này chúng tôi mong ước được giữ những tấm hình kỷ niệm của bốn anh em, bốn phi đoàn sĩ lúc. Thì chúng tôi xin mời từng phi đoàn một vui lòng lên đây, chúng ta xếp hàng, mấy anh đứng sau, mấy chị đứng trước, anh nào gì còn chiếc đầu gối còn khỏe xin vui lòng quỳ xuống tìm tôi, để chúng ta có thì lẹ để chúng ta cùng chụp giữ những tấm hình, để có thể 5-10 năm nữa chúng ta ngó lại, chúng ta thấy thay chúng ta thay đổi bao lâu. Xin vui lòng mời tất cả các anh chị phi đoàn 237 Biên Hòa vui lòng lên trên này, mấy chị vui lòng đứng trước và mấy anh vui lòng đứng sau, chúng ta chụp hình lẹ để chúng ta có thể còn có thì giờ để cho mấy anh em khác. Thank you.
9 xin vui lòng chuẩn bị để bước trên sân khấu. Xin đoàn 249 xin vui chuẩn bị để lên sân khấu để chúng ta chụp một tấm hình kỷ niệm. Thank you.
Kính thưa quý vị, những phần nghi lễ và những hàng chúng ta chụp hình lưu niệm đã chấm dứt. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần văn nghệ để vui.